Theo đó, sau một thời gian theo dõi, vào tối ngày 2 tháng 9, một tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất tại số nhà 25/15 Phạm Văn Bạch, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột do Bàn Văn Trường sinh năm 1995 thuê để kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện vợ chồng Trường đang có hành vi dùng nguyên liệu để pha trộn, đóng gói và dán nhãn mác hàng trăm sản phẩm là thuốc thảo dược, mỹ phẩm các loại. Qua kiểm tra, vợ chồng Trường đã không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ các nguyên liệu nói trên. Việc sản xuất, kinh doanh các loại thuốc thảo dược, mỹ phẩm này cũng chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Bước đầu, Trường khai nhận đã đặt mua các loại nguyên liệu từ một người ở thành phố Hà Nội. Sau đó lên mạng xã hội Facebook, thuê một người lạ ở thành phố Hồ Chí Minh in ấn các loại bao bì, nhãn mác sản phẩm, tem chống hàng giả, rồi về tự pha trộn, đóng gói và bán ra thị trường để kiếm lời. Thị trường mà Trường bán ra không chỉ trong tỉnh Đắk Lắk mà còn có cả các tỉnh lân cận. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra và làm rõ.